Xin trân trọng kính chào toàn thể các bác trên khắp mọi miền quê hương đất nước Việt Nam nha. Trong ngày hôm nay em giới thiệu các bác là cây sắc cắm Neutric đến từ thương hiệu là Nizang. Đấy. Sắc cắm Neutric, cái tên Neutric là tên hãng sản xuất các loại thiết bị sắc cắm như là spackle, đây là gọi là jack spackle này. Đấy, cộng 1-1 cộng 2-2 là N4 là N8 như và các loại jack clone un ba lăng 6 ni này, ba lăng ngược, ba lăng xuôi, canon đực, canon cái, đấy. Các kiểu ý thì là đều thành viên đều là những sản phẩm của hãng Neutric. Hãng Neutric là sản xuất những cái sản phẩm là jack cắm hay là gọi là đầu jack kết nối đứng đầu tại Việt đứng đầu tại quốc tế. Là đến từ thương hiệu là của Thụy Sĩ thì phải, em nghĩ như thế. Thụy Sĩ là nổi tiếng với là cái bộ dao zip. Các bác đã biết là dao zip Thụy Sĩ thì nổi tiếng thế giới đúng không? Đấy. Thì đây là jack của Nizang. Đấy. Nằm theo tiêu chuẩn của Neutric. Đấy. Jack này hiện tại bên em đang bán là 12.000 một chiếc. Các bác lấy 10 chiếc là 120.000 cả ốc nhá. Cả ốc và bao ship cho các bác. Còn nếu mà các bác lấy 10 cái mà không có bao ship từ đến nơi đấy thì giảm cho các bác hàng chục. Hoặc là 100.000 là 10 chiếc tặng theo ốc. Nhưng là không bao ship đấy, ship là các bác tùy chọn, các bác có thể là chọn là combo là bao ship luôn hoặc là không bao ship. Không bao ship là các bác đến tận nơi nói, còn các bác nếu mà chọn cái combo mà không bao ship kia thì là sẽ tính thêm tiền ship. Nếu mà tính thêm thế thì thành ra là các bác này bị thiệt. Ship thường thường em gửi là 28 đến 32.000 thì bao ship luôn cho các bác là có 120.000. 10 chiếc lấy từ 5 chiếc trở lên nhá. Chứ một chiếc này các bác bảo em đóng gói thì em đến quỳ em lạy các bác. Các bác lấy nhiều vào, cứ lấy thừa ra, sau cái kiểu gì có việc dùng đến. Đấy. 2 4 6 8 10. Đấy. Đây là combo 10 chiếc này, nhỏ gọn như này thôi. Đấy. Đó. Các cái rắc cắm này đều là rắc xịn nhá, đều có gen đồng nhá, gen đồng để các bác là về bắt ốc thì nó không bị tuét. Đấy. Ví dụ như cái rắc này em vẫn sẵn ốc rồi thì là các bác về là nắp vào trong cái hậu loa của các bác thay thế. Đấy, thì nó dùng nó sẽ tốt hơn, bền hơn. Đó. 12.000 một chiếc, lấy từ 10 chiếc là 120.000. Bao ship. Ship gửi là 28-30.000 rồi nha, đừng có kêu nhá, đừng kêu tại sao bên em bán đắt thế, đừng có kêu nhá. Các bác không biết là cái cước vận chuyển nó cao nào đâu. Xong này còn trường hợp là các bác bom hàng ấy chứ. Có tí rắc cắm nằng nhằng này thôi, nhiều các bác là vui tính lắm đặt hàng nhưng mà anh không có nhà đâu. Bảo người nhận hộ thì người nhận hộ không có tiền đâu. Đấy. Đây là thôi là các bác là lấy là cứ đặt hàng là lấy nhá. Đây là ốc này. Ốc đi theo này, ốc rất là xịn luôn nhá. Rất đẹp luôn. Nhưng còn ốc nó rất là xịn. Đấy. Rất xịn, rất đẹp luôn. Nó. Ok, các bác nào quan tâm đến sản phẩm thì vui lòng liên hệ trực tiếp nhá. Này em giới thiệu nhanh gọn nhẹ này thôi. Các bác nào quan tâm đến sản phẩm thì cứ alo. Rắc nó phải xịn này bán nó mới được các bác tin dùng đúng không ạ? Rồi ok, kính chào các bác, hẹn gặp các bác trong clip lần sau nha.